Xin chào, chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Quẩn TV và tôi là Phương Nhung. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những câu chuyện ly kỳ trong dân gian. Và câu chuyện ngày hôm nay Nhung muốn gửi đến cho tất cả quý vị là một câu chuyện được lưu truyền trong dân gian và được rất nhiều người xác nhận đây là một câu chuyện có thật nha quý vị. Câu chuyện kể về một cái anh nông dân. Anh nông dân này thì sống ở tỉnh Sa Đéc xưa, nay là tỉnh Đồng Tháp đó. Và anh sống ở một cái căn nhà lá và làm cái nghề mà làm ruộng, làm rẫy. Thì đó là một cái nghề mà hầu như là ở những cái vùng như là Đồng Tháp, An Giang, những cái vùng miền Tây á, người ta vẫn sống bằng nghề này. Anh này thì sống một mình với một cái mảnh ruộng do cha mẹ mình để lại. Cái tính anh thì cũng rất là hiền lành, hoạt bát và cũng rất là chăm chỉ nữa. Nhưng mà anh này lại có một cái tính làm cho những người ở xung quanh người ta cũng rất là tò mò. Bởi vì anh sống một mình, không giao du với bất kỳ ai. Mặc dù là mỗi một cái mảnh ruộng nó cách nhau cũng khá là xa. Tuy nhiên là khi mà muốn qua lại thì cũng rất là dễ dàng. Nhưng mà anh này thì ảnh lại không có giao du với ai hết. Và mỗi lần mà thu hoạch xong thì cái căn nhà của anh giống như là một cái hòn đảo nhỏ bao quanh là cái đồng ruộng vậy đó. Nó cách xa với mọi người luôn. Và anh cũng hạn chế đi tới lui để tiếp xúc với mọi người. Mặc dù là mọi người biết nhau nhưng mà khi mà thấy anh này anh ít giao du tiếp xúc với mọi người thì người ta cũng dần già rồi cũng thành quen. Nhưng mà những cái người lân cận đó khi mà thấy anh cũng ở một mình quanh quẩn mà lại rất là siêng năng chăm chỉ, cho nên là những cái người ở quanh vùng họ cũng muốn kết thân gả con gái cho anh này. Khi mà nghe người ta đến muốn kết thân để mà gả con thì anh này anh đều từ chối và anh nói với người ta là anh đã có vợ rồi. Những người đó thì đa phần họ cứ nghĩ là anh này nói đùa thôi, bởi vì họ đến nơi thấy anh đi làm thì chỉ có một mình thôi, đâu có thấy ai ở trong nhà đâu, cho nên là cứ nghĩ là anh này nói đùa, hoặc là có thể là anh không thích cái người đó cho nên là cũng không chịu kết thân. Và khi mà đã qua nhiều mối, người ta đều đến để người ta làm mai mối á, để mà gả con gái á, thì anh này anh đều trả lời như vậy, khiến cho người ta cũng nghi ngờ và khẳng định là anh này anh không có nói đùa mà là anh nói thật, là bản thân anh đã có vợ có con rồi, là không muốn cưới vợ nữa. Cho nên là mọi người phải nói là rất là hoang mang, bởi vì khi mà thấy anh này á thì chỉ thấy ảnh có một mình ra vào lủi thủi thôi chứ đâu có thấy ai đâu, mà anh cứ khẳng định bản thân ảnh là anh đã có vợ rồi, cho nên là không có muốn kết thân với ai nữa. Khi mà nghe mọi người nhắc đến càng lúc càng nhiều như vậy thì sinh ra là mọi người cũng hơi giống như hiếu kỳ á, muốn biết là anh này ảnh đang sống chung với ai mà ảnh lại nói là ảnh có vợ rồi. Cho nên là đôi lúc á, người ta cũng tới đó để người ta có thể quan sát và theo dõi thử coi có phải là anh này ảnh có vợ thật hay không. Thì cái những cái người dân xung quanh, người ta tới nơi và người ta đứng từ xa quan sát thì thấy là cái anh này khi mà ảnh về nhà, ảnh sinh hoạt giống như là trong nhà đang có rất là nhiều người vậy đó. Ảnh nói chuyện, rồi ảnh đùa giỡn, rồi ảnh ăn uống, gấp đồ ăn, thức uống cho những cái người giống như đang ngồi chung với mình, đang quay quần chung với mình như vậy đó. Rồi đưa giỏng này kia, rồi giống như là đang chăm sóc một đứa con đó. Cho nên là người dân lúc này, những người mà láng giềng của anh á, lúc này người ta cũng cảm thấy rất là hoang mang, bởi vì tại sao mà anh này anh sinh hoạt giống như là đang có rất là nhiều người trong nhà. Lúc này á thì một số người mà ở gần anh hơn á, người ta mới nói là anh này hình như ảnh có vợ rồi, nhưng mà vợ ảnh là ma chứ không phải là người, làm cho cái sự hiếu kỳ của những người hàng xóm láng giềng càng tăng lên nữa. Và người ta lại đến để người ta quan sát, người ta giống như nhìn lén thử xem là có phải thật hư nó như thế nào. Đến lúc mà người ta đến tiếp theo á, thì lại nhìn thấy một cái sự việc nó rất là lạ lùng. Đứng từ xa thì thấy có một cái người phụ nữ đang cho con bú, rồi đưa giỏng, rồi nói chuyện với anh như là một gia đình có đông người á. Nhưng mà khi mà đến gần vào trong nhà thì không thấy ai hết, chỉ thấy một mình anh này thôi. Và cái anh này á thì mặc dù là người ta đến đó và người ta đã quan sát như vậy, nhưng mà anh này vẫn sinh hoạt rất là bình thường. Mỗi ngày anh đi làm về thì nói chuyện vui vẻ với những người trong nhà. Và ở dưới bờ sông á, cái bờ kênh á,
thì anh làm một cái cây cầu á, cái cầu mà để mình có thể đi ra bờ 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 sông để mình giặt giũ hay gì đó, thì chỗ đó lúc nào cũng thấy cái dòng nước nó lăn tăn ở đó. Và anh này á, thì đứng nhìn nói chuyện xuống giống như là đang nói chuyện với con mình vậy đó, kêu tắm nhanh đi lên hay là giặt giũ giống như là đang nói chuyện với con với vợ vậy đó. Rồi mọi người lúc này mới nửa tin nửa ngờ. Dần dà thì người ta cho rằng cái anh này có một cái tính gì đó nó rất là dị thường, và ảnh không quan tâm đến những cái lời bàn tán xôn xao của những người ở quanh vùng nữa, và cứ sống cái cuộc sống của mình bình thường như vậy thôi. Thì từ đó trở đi thì những cái người xung quanh thấy càng nói thì anh này anh càng sống bình thường, cho nên là dần dà người ta cũng quên lãng đi cái chuyện đó. Đến một hôm, cái anh này khi mà ảnh đi làm rẫy, ảnh làm ruộng ở xa cái nhà nhỏ của mình chút xíu, nhưng mà đang làm thì thấy trời chuyển mưa, đang làm thì thấy trời âm u chuyển mưa và nghe một cái tiếng sấm sét rất là lớn. Anh này mới tức tốc chạy về nhà. Khi mà anh chạy về nhà rồi thì một cái cảnh rất là hoang tàn ở nhà anh, là sét đánh ngay nhà anh luôn. Lúc này thì anh chỉ có cúi mặt xuống và khóc nức nở. Những người ở xung quanh thấy anh đang đứng trước cái ngôi nhà của mình mà với một cái hoang tàn xơ xác như vậy thì ai cũng rất là xót xa. Nhưng mà anh này á, chỉ có bản thân ảnh là đang hiểu rõ nhất, bởi vì ảnh đã về nhà và chứng kiến cái cảnh là khi mà sét đánh xuống như vậy thì trong nhà của ảnh là không còn vợ con ảnh nữa, bởi vì sét đã đánh trúng vợ con ảnh luôn. Khi mà cái sự việc là sét đánh vào cái nhà của anh lúc đó thì anh đã rất là buồn và quyết định là bán luôn cái chỗ đất của mình cho những cái người lân cận và bỏ đi xa. Nhưng mà trước khi anh ra đi thì anh cũng đã gặp gỡ và có chia sẻ cái câu chuyện của mình cho một cái người láng giềng mà anh hay tới lui. Thì anh nói là cái sét đánh đó đã đánh trúng luôn hai đứa con và cái người vợ của mình đang ở nhà. Khi mà anh về tới nơi thì đã thấy xác của vợ con mình nằm ngổn ngang ở đó, và chỉ một phút chốc thôi thì nó đã tan biến luôn. Cho nên là anh đã rất rất là buồn và không muốn ở lại cái nơi đau thương này nữa, quyết định bán đất để mà bỏ đi xa. Khi mà cái người láng giềng đó hỏi tiếp thì anh đã chia sẻ thật sự câu chuyện của mình. Nghe anh chia sẻ thì cái người láng giềng đó cũng rất là xót xa, bởi vì anh nói là cái người vợ của anh là một cái cô gái chết oan và không chịu đi đầu thai và có duyên nợ với anh, cho nên là hai người đã gặp nhau và quyết định là sống chung với nhau để có một cái gia đình, và hai người đã có chung với nhau một người con trai và một người con gái. Khi mà sét đánh trúng vào nhà của anh thì vợ con anh cũng đã mất luôn, cho nên là bây giờ anh đã không còn gia đình nữa và quyết định là bỏ đi luôn, không muốn ở lại cái nơi buồn bã đó nữa. Sau khi mà chia sẻ câu chuyện xong với cái người hàng xóm thì anh này đã ra đi và hầu như không quay lại cái vùng đất đó nữa. Câu chuyện này thì cái người ở trong vùng á, hầu như ai cũng được biết, và cái người hàng xóm đó cũng thông cảm cho cái hoàn cảnh của anh. Và từ đó về sau á, thì những cái người ở ở trong cái khu vực á, người ta vẫn truyền tai nhau về cái cặp vợ chồng, chồng là người, vợ là ma, và sống chung với nhau rất là hạnh phúc, mặc kệ chuyện đời luôn. Đến cái ngày mà giống như là ý trời đã định, ông trời đã không cho phép hai người này sống chung với nhau nữa, cho nên là đã lấy đi sinh mạng của cái người vợ và hai đứa con. Theo như câu chuyện chia sẻ thì cảm thấy cũng rất là cảm động về cái tình cảm của cái đôi vợ chồng này, và những người ở đó người ta cũng rất là thương xót cho cái cặp vợ chồng khi mà cái anh này kể ra câu chuyện của mình. Và đó chính là câu chuyện mà ngày hôm nay Như muốn gửi đến cho tất cả quý vị. Phải nói là một cái tình cảm rất là cảm động đối với cái đôi vợ chồng này. Nhung xin được cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành, ủng hộ và theo dõi kênh của TV. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.